Mexico ngày 3 tháng 6 khuyến cáo rằng đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico sẽ gây tổn hại cho kinh tế cả hai nước mà không giúp ông Trump đạt được mục tiêu là chấm dứt làn sóng di dân từ Trung Mỹ tìm tới biên giới Hoa Kỳ qua ngả Mexico. Đáp lại đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump tuần trước, Mexico ngày 3 tháng 6 gửi Bộ trưởng Ngoại giao, Nông nghiệp và Kinh tế tới Washington trong nỗ lực giải quyết các vấn đề về thuế quan và di dân. Hôm 2 tháng 6, ông Trump gây hoang mang về kết quả chuyến thăm của các quan chức Mexico khi lên Twitter tuyên bố rằng ông chỉ muốn hành động chứ không phải là lời nói. Theo Tổng thống Trump, Mexico có thể giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới chỉ trong một ngày nếu họ thật tâm muốn hành động. Tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Washington, phái đoàn giới chức Mexico lập luận rằng nước họ đã làm rất nhiều để ngăn chặn dòng di dân Trung Mỹ tràn vào Hoa Kỳ, trong đó có việc cung cấp cho di dân quy chế tị nạn hoặc cơ hội việc làm tại Mexico. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói áp thuế lên hàng Mexico càng khiến tình hình tồi tệ cho cả hai nước. Trong khi Tổng thống Mỹ lặp lại đe dọa áp thuế, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói chính phủ của ông là bạn của chính phủ Mỹ và rằng ông muốn duy trì tình bạn với ông Trump, cũng như người dân Mexico là bạn của người dân Mỹ.